thứ năm ngày 13 tháng 6 em phong lên cho mọi người một ổ chim quốc. Đó, chim rất đẹp nhá, quốc con này. Đó, sau này lớn lên là đi làm mồi này, được vài triệu một con này. Đó, bây giờ để 5 con này để cho mọi người phí thì 800 đấy nhá. 5 con 800. Đó. Bao ship luôn nhá. Đó, mọi người liên hệ DTZL 0983272883. Đó. Rất là đẹp luôn. Quốc Trung Quốc mồi bây giờ phải vài triệu một con. Đây là quốc non này, em làm cửa hàng thì không có thời gian chăm được. Đó, và cũng làm để bán nhé, nên là cũng không nuôi cho đến lúc làm mồi được đâu, và cũng không có thời gian đi làm mồi đâu. Đó. Ok mọi người nhá. Hiểu non.